Xin chào tất cả các anh em, cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm cái video để thông báo đến tất cả các bác là cái mẫu bát 30 BMW chuyên lắp cho 1.000, 2.000. Hoặc các bác nào chơi các dòng loa bãi muốn có tiếng trống ấm và sâu thì lên cấu hình bát 30 BMW Vinmut. Và con này có cấu hình là từ 156 côn 63. Đấy, Vinmut shop cho tiếng bát mềm, ấm, sâu. Và con này được dán viên từ là từ kép từ 500 là từ 100. Và viên từ đơn của nó là từ 156. Đấy. Từ kép to hay không không quan trọng, quan trọng là cái viên từ đơn anh em nhé. Đấy, ví dụ các cái dòng loa sân khấu người ta đánh chỉ cần một viên từ 170, từ 190, từ 220. Từ đơn to công suất nó mới khỏe. Từ kép này nó cộng hưởng thì nó chỉ được phần nào thôi, còn quan trọng là cái viên từ đơn nó mới to, nó mới khỏe được anh em nhé. Và con này là xương sắt và chạm của BMW đây anh em nhé, chạm của BMW từ 156 côn 63. Con này côn khá to, bát gân mút côn 63, thường bát gân mút chỉ côn 51, nhưng con này côn 63 thì nó cho cái mồm rất là to, anh em hát karaoke rất hay. Và nhịn của nó màu vàng, nhịn của nó rất là rộng. Và cấu hình màng của nó thì không có gì khác là gân mút, và râu của nó là râu teo anh em nhé. Nhà Tùng Nguyễn có cả tép BMW xịn. Đấy. Tép tròn, tép vuông đều có hết. Anh em có nhu cầu thì cái bát 30BMW này thì liên hệ cho Tùng Nguyễn. Vì nhiều bác vẫn thích các dòng BMW này thì Tùng Nguyễn cũng nhập về cho anh em sử dụng. Nón sân, màng của nó màng chấm phồng, và gân của nó là gân mút. Gân mút anh em nhé. Các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Tùng Nguyễn. Với những cặp loa mà lâu năm rồi nó bị mục gân, hoặc là anh em màng nó ải hết rồi, thì anh em có nhu cầu thay hoặc là tiết rẻ cái thùng thì mình sẽ thay cái cặp bát 30BMW này. Xương của BMW là xương sắt anh em nhé, xương sắt. Cái dòng gân mút này bao giờ người ta làm xương sắt, trái là người ta làm xương nhôm đúc anh em nhé. Đấy, đây là hàng chuẩn anh em nhé. Anh em để ý cái chạm này là chạm của BMW, và đây trên này là BMW VK3094A 500W. Chiều kháng 8 ohm China. Đấy, hàng này do Trung Quốc sản xuất. Cái bích của nó là màu đen. Bích của nó màu đen anh em nhé. Và Tùng Nguyễn mai xin khép lại video ở đây. Các bác nào có nhu cầu đến cái dòng bát 30 BMW từ 156, dán viên từ 100 nữa thì côn 63, thì liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 111. Và Tùng Nguyễn mai xin chào tạm biệt và khép lại video ở đây.